cũng như hệ thống ngân hàng toàn quốc, năm 2023, hoạt động của ngành Ngân hàng Thái Bình phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như nhu cầu và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế hạn chế, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, thị trường đầu ra và đơn hàng của doanh nghiệp suy giảm. Khó khăn là vậy, song các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có những cách làm phù hợp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Chúng tôi tập trung vào hai cái hàng doanh nghiệp chủ yếu, đó là doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp xây lắp. Và ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã giảm cái mức lãi suất về mức phù hợp để cho các cái doanh nghiệp này hoạt động tốt. Thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình làm tốt vai trò đầu mối kết nối điều hòa vốn, đảm bảo cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn hiệu quả, phục vụ đắc lực nhu cầu tín dụng khu vực nông thôn. Căn cứ vào cái kế hoạch và khả năng thực hiện của các hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh và sẵn sàng để giữ trữ nguồn vốn, số vốn dư thừa thì chúng tôi điều chuyển về Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam để giữ trữ, bảo đảm cái khả năng thanh khoản chung cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh. Tính đến cuối năm 2023, tổng dư nợ tín dụng toàn ngành ngân hàng đầu tư nền kinh tế của tỉnh đạt hơn 94.800 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó ưu tiên số 1 vẫn là tập trung cho vay các chương trình, dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường giảm khoảng 1,5 đến 2% so với cuối năm 2022, phổ biến ở mức từ 8 đến 9,5% một năm đối với ngắn hạn, 10 đến 11,5% một năm đối với trung và dài hạn. Bên cạnh đó, ngành còn thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2023, thì hiện nay chúng tôi đang cho vay 12 chương trình tín dụng và với dư nợ là trên 4.200 tỷ đồng, với trên 97.000 khách hàng đang được thụ hưởng các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Ngành Ngân hàng Thái Bình cũng thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31 của Chính phủ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất và dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Số tiền lãi được hỗ trợ gần 2,6 tỷ đồng. Thực hiện tốt chính sách tín dụng tiền tệ, ngành Ngân hàng Thái Bình góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7,37%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.